Vào ngày 12 tháng 12, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo với Liên Hiệp Quốc về khu vực vân định ranh giới ở trên biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Libya. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ông Mevlut Cavusoglu khẳng định, kể từ thời điểm này, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép ở tại các vùng biển ở trong khuôn khổ thỏa thuận, thậm chí có thể sử dụng biện pháp quân sự. Thông báo được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya, được biết đến là GNA, vào ngày 27 tháng 11 vừa rồi, đã ký được hai biên bản ghi nhớ gồm có hợp tác an ninh và quân sự và phân định quyền tài phán ở trên biển giữa hai nước. Các thỏa thuận này được ký giữa Thủ tướng của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya là Fayez al-Sarraj và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Tayyip Erdogan ở tại thành phố Istanbul. Theo Tổng thống Erdogan, với thỏa thuận về phân định ranh giới ở trên biển vừa được ký kết, hai nước đã tăng phần lãnh thổ mà hai nước có thẩm quyền đến mức tối đa. Thỏa thuận đã có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 sau khi được đăng trên công báo của hai nước. Hy Lạp, Ai Cập và Cộng hòa Cyprus đã ngay lập tức chỉ trích thỏa thuận hàng hải giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Libya vi phạm luật hàng hải quốc tế. Vào cùng ngày, 12 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội của Libya là Aguila Saleh Issa tuyên bố rằng thỏa thuận đã ký giữa Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya và Thổ Nhĩ Kỳ nói trên không có hiệu lực. Phát biểu trong chuyến thăm Hy Lạp, ông Saleh Issa là một đồng minh của Thủ tướng Khalifa Haftar, nhấn mạnh đang phối hợp chặt chẽ với các quan chức của Hy Lạp để vô hiệu hóa thỏa thuận này. Thủ tướng Boris Johnson lái xe ủi đất. Trước khi phát biểu trong cuộc họp cuối cùng của chiến dịch tranh cử, Thủ tướng Boris Johnson lái chiếc xe ủi đất lao vào một bức tường bằng gạch xốp, có ghi chữ gridlock, có nghĩa là bế tắc. Sau đó, trong lúc phát biểu trước đám đông dân chúng ủng hộ, Thủ tướng Boris Johnson nói rằng có 48 giờ để kết thúc sự bế tắc và rào cản. Ông cũng cho biết ông không thể tiên liệu Brexit sẽ được chuyển giao như thế nào nếu đảng bảo thủ của ông không giành được đa số ghế tại Nghị viện Anh Quốc trong ngày bầu cử 12 tháng 12. Khi được hỏi về kế hoạch B của ông nếu không chiếm được đa số phiếu bầu, Thủ tướng Boris Johnson nói rằng ông đã hoàn tất việc Brexit, không thấy bất kỳ sự thay thế nào khác ngoài việc nỗ lực thực hiện những gì đã được xem là phải kết thúc. Các nhà khoa học cảnh báo, tình trạng tan chảy những khối băng khổng lồ ở tại đảo Greenland, là hòn đảo của Đan Mạch nằm ở phía bắc của Đại Tây Dương, đang diễn ra nhanh chóng hơn nhiều so với dự báo và có thể đẩy thêm hàng triệu người đối mặt với hiểm họa thiên tai vào cuối thế kỷ. Theo nghiên cứu, kể từ năm 92, những khối băng có độ dày lên đến 3 cây số, tương đương với 3.800 tỷ tấn, ở tại một số điểm ở đảo Greenland đã tan chảy đủ để làm tăng thêm 1 cm mực nước biển. Điều này cho thấy là tỷ lệ băng tan đã tăng từ mức trung bình là 33 tỷ tấn một năm trong những năm 90 lên đến là 254 tỷ tấn trong một năm trong 3 thập niên qua. Các nhà khoa học lo ngại rằng việc nóng lên toàn cầu do khí thải gây hiệu ứng nhà kính tạo ra đã đẩy các khối băng đến ngưỡng không thể quay trở lại. Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu được biết đến là IPCC vào năm 2013 đã đưa ra dự báo rằng nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng, mực nước biển sẽ tăng 60 cm vào năm 2100 và có thể sẽ khiến cho 360 triệu người đối mặt với tình trạng lũ lụt hàng năm ở các vùng duyên hải do nước biển dâng. Đồng tác giả của nghiên cứu trên là giáo sư Andrew Shepherd của Đại học Leeds ở Anh Quốc, cho rằng theo dự luật tự nhiên, cứ mỗi cm mực nước biển toàn cầu gia tăng, sẽ có thêm 6 triệu người phải đối mặt với lũ lụt ven biển. Theo xu hướng hiện nay, băng tan ở tại riêng đảo Greenland có thể sẽ khiến cho 100 triệu người phải sống ở trong cảnh ngập lụt mỗi năm vào cuối thế kỷ, và sẽ có tổng cộng là 400 triệu người phải đối mặt với tình trạng lũ lụt do nước biển dâng ở trên toàn cầu. Cảnh sát Cộng hòa Czech di tản nhân viên bệnh viện. Nhân viên cảnh sát Czech kiểm soát các phương tiện giao thông trong thành phố Ostrava di tản nhân viên ra khỏi bệnh viện sau khi một tay súng sát hại 6 người trong phòng chờ khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Ostrava trước khi bỏ trốn. Vụ nổ súng xảy ra cách phía đông thủ đô Prague khoảng 350 km gần biên giới Ba Lan. Cảnh sát cho biết nghi can tự bắn viên đạn chí mạng vào đầu. Nhà chức trách vẫn chưa hiểu nguyên nhân nào khiến nghi can nổ súng bắn chết các nạn nhân. Trao đổi với truyền thông báo chí trong cuộc họp báo ngắn trên đài truyền hình, ông Jiri Hovland, giám đốc bệnh viện cho biết, 5 người thiệt mạng trong vụ tấn công, 1 người thiệt mạng trong phòng phẫu thuật, 2 người khác bị thương nặng, không có nhân viên y tế nào bị thương. Những nạn nhân bị bắn đều là người trưởng thành, gồm có 4 nam và 2 nữ. Tin liên quan đến tình hình chính trị ở tại Do Thái, thưa quý vị.
Ngày hôm qua, với 94 phiếu thuận và không có phiếu chống, các nghị sĩ của Do Thái đã bỏ phiếu giải tán quốc hội và ấn định thời điểm bầu cử mới. Cuộc bỏ phiếu diễn ra ít giờ sau khi đã qua thời hạn chót về thành lập liên minh cầm quyền. Do Thái sẽ tiến hành bầu cử vào tháng 2 và mời ngày 2 tháng 3 năm tới, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo của đảng đối lập Xanh Trắng không thể thành lập được một chính phủ liên hiệp. Đây sẽ là cuộc bầu cử thứ 3 ở tại Do Thái trong vòng 12 tháng qua. Do Thái đã rơi vào thế bế tắc chính trị sau khi phải tổ chức bầu cử quốc hội 2 lần chỉ trong vòng 5 tháng, vào tháng 4 và tháng 9, nhưng vẫn không thể thành lập được một chính phủ mới. Trong cuộc bầu cử thứ 2 vào hôm 17 tháng 9 vừa rồi, hai đảng giành được nhiều ghế nhất, đó là đảng Xanh Trắng giành được 33 ghế và đảng Likud cầm quyền giành được 32 ghế, đều không đủ được đa số quá bán ở trong quốc hội 120 ghế để có thể tự thành lập được chính phủ. Lãnh đạo của cả hai đảng này đều đồng ý là đàm phán để thành lập chính phủ đoàn kết để nhằm phá vỡ thế bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử. Nhưng các nỗ lực thành lập chính phủ liên minh ở tại Do Thái đã thất bại do ông Netanyahu là lãnh đạo của đảng Likud và ông Benny Gantz là người đứng đầu của đảng Xanh Trắng đã không tìm kiếm được đồng thuận về một chính phủ mà chức thủ tướng được lãnh đạo hai đảng luân phiên nắm giữ. Thủ tướng Netanyahu sẽ tiến hành chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử sắp tới, trong bối cảnh ông đứng trước nguy cơ bị truy tố về các cáo buộc tham nhũng và lạm quyền. Những chiếc thuyền buồm lớn nhất thế giới đi khắp địa cầu. Những chiếc thuyền buồm lớn nhất thế giới của Nga là thuyền 4 cột Kruzinstern và tàu Sedov bắt đầu cuộc hành trình đi khắp địa cầu, khởi hành từ quê hương Kaliningrad từ ngày 8 tháng 12 vừa qua. Họ cùng kỷ niệm 200 năm ngày các thủy thủ Nga phát giác ra vùng Nam Cực, đồng thời kỷ niệm 75 năm chiến thắng Thế chiến thứ 2. Cuộc hành trình dự tính đi qua hơn 40 bến cảng ở châu Mỹ, châu Phi, châu Âu và châu Đại Dương, tổng cộng khoảng 100.000 hải lý. Những chiếc thuyền buồm đã trải qua nhiều tháng chuẩn bị trong một xưởng đóng tàu ở Kaliningrad trước khi bắt đầu cuộc hành trình lâu ngày. Thủy thủ đoàn dự kiến sẽ thay đổi 2 lần trong suốt chuyến đi kéo dài 7 tháng. Tất cả các học viên đều phải trải qua một cuộc lựa chọn đặc biệt, đó là sự kết hợp giữa thủy thủ đoàn xuất sắc về lý thuyết cũng như có sự chuẩn bị thực tế nhằm đối phó với bất cứ khó khăn nào có thể gặp phải trong lúc ở trên tàu. Tàu Bạch Ốc đã đồng ý hoãn áp dụng thuế quan mới đối với hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc và giảm một số rào cản thuế khác để đổi lấy cam kết của Bắc Kinh tăng cường mua sản phẩm nông nghiệp của Mỹ vào năm tới đây. Đây là một bước tiến để nhằm làm giảm đi leo thang căng thẳng trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Một bản tóm tắt về tình trạng đàm phán song phương cho biết, Hoa Kỳ sẽ hoãn áp thuế đối với 160 tỷ Mỹ kim hàng hóa Trung Quốc như là máy chơi game, màn hình TV, dự trù có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12 và đẩy lùi các mức thuế quan hiện có. Đổi lại thì Trung Quốc sẽ đồng ý mua 50 tỷ Mỹ kim hàng hóa nông nghiệp của Mỹ vào năm 2020, gấp đôi giá trị mà nước này mua vào năm 2017. Trước khi có cuộc chiến thương mại bắt đầu. Trước đó, thì hai nguồn thạo tin cho biết, các nhà đàm phán Hoa Kỳ đang đề nghị cắt giảm mức thuế quan hiện có đối với hàng hóa Trung Quốc tới 50%, cũng như là hoãn các mức thuế mới dự trù có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12, trong một nỗ lực để đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 đầy hứa hẹn đã được manh nha từ tháng 10 vừa qua. Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã làm chậm đi sự tăng trưởng toàn cầu, làm giảm lợi nhuận và đầu tư của các công ty trên toàn thế giới. Hoa Kỳ đã công bố trợ cấp 28 tỷ Mỹ kim cho những người nông dân bị ảnh hưởng do cuộc chiến thương mại vừa rồi. Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ và hai con đường khác biệt. Trong lúc Hạ nghị viện Hoa Kỳ tiến gần đến việc luận tội Tổng thống Trump, Thượng viện lại đặt ra những câu hỏi quan trọng. Các đồng minh của Tổng thống Trump có thể không tổ chức một phiên tòa như ông mong muốn. Các thành viên Dân chủ kiểm soát Hạ viện công khai văn bản chính thức trong ngày 10 tháng 12, cáo buộc Tổng thống Trump lạm dụng quyền lực bằng cách buộc Ukraine điều tra một đối thủ chính trị và cản trở Quốc hội trong lúc các nhà lập pháp cố gắng xem xét nhiều vấn đề để điều tra. Ủy ban Tư pháp Hạ viện bắt đầu cân nhắc đọc kỹ văn bản cáo buộc trong ngày 11 tháng 12 vào lúc 7 giờ tối, tính theo giờ Washington DC, đồng thời dự kiến phê duyệt văn bản này vào ngày 13 tháng 12. Ủy ban Tư pháp sẽ tổ chức bỏ phiếu vào tuần tới và có khả năng Tổng thống Trump sẽ bị Hạ viện luận tội. Trong khi đó, thành viên của đảng Cộng hòa nói rằng đảng Dân chủ chưa chứng minh được rằng Tổng thống Trump cố gắng gây áp lực với Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7 để điều tra cựu phó Tổng thống Joe Biden, một ứng cử viên hàng đầu có thể sẽ được đề cử là ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc năm 2020.
Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Debbie Lasco cho thấy rằng ngay lập tức Tổng thống có lý do chính đáng để nói rằng những gì ông nói trong cuộc điện thoại là những lý do bất chánh mà Đảng Dân Chủ nghĩ. Tổng thống Trump liên tục khẳng định ông không hề làm điều gì sai trái và Đảng Dân Chủ đang cố gắng phá hoại chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử năm 2016. Đảng Dân Chủ có thể sẽ không có được 20 phiếu tối thiểu của Thượng viện, con số cần thiết để bãi miễn chức vụ của Tổng thống Trump. Tính đến thời điểm này, Đảng Cộng hòa vẫn chưa quyết định cách giải quyết vấn đề luận tội.